Vâng, lại một sự lựa chọn dành cho phân khúc giá rẻ đây. Vâng, chào các bác nhá. Lại là em Vũ Duy Auto với những chiếc xe mà đúng là chỉ ở Vũ Duy Auto mới có thôi ạ. Kia Morning số tự động, một chiếc xe màu đen cực đẹp. Con này thì đã được đồng sơn rồi, sơn lại 100% rồi. Nên là về các bác không phải làm gì nữa. Đừng có mơ sơn zin làm gì, vì em nói thật các bác chứ sơn zin chỉ xấu ra thôi, vì nó đã theo thời gian 5 tháng rồi, cũ rồi, chắc chắn là màu sơn nó sẽ không có độ bóng như thế này. Nói chung là đi xe thì các bác cần là xe nó phải mới, chứ đừng có bảo là cần xe nó xỉn xỉn của cũ lại chê. Một chiếc xe Kia Morning đời 2007 nhập khẩu với la răng đúc 6 chấu, phanh đĩa hai bánh trước, tang trống đằng sau. Đấy, lốp dày thôi. Và con này thì nói chung là không có lỗi lầm, xe cứng luôn. Và với động cơ máy 1.0 thì mẫu Kia Morning này là một mẫu xe lựa chọn hoàn hảo cho các bác luôn. Với thời tiết mưa gió thất thường, với đường ngoài đường khói bụi vô cùng luôn, rất là nguy hiểm, như tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà mất an toàn cho ta, thì yêu cầu là nói chung là các bác là lên mua một mẫu xe đẹp như thế này, nhỏ gọn thôi nhưng mà nó tránh mưa tránh nắng cho bác. Và đặc biệt con này số tự động nhá. Vâng, số tự động nhưng mà giá của nó là 169 triệu đồng, có fix cho các bác luôn. 169 triệu đồng chiếc Kia Morning đời 2007. Nghe bảo ui sao nó đắt thế. Nói thật chứ em khẳng định với các bác luôn là đảm bảo các bác không mua đâu được rẻ hơn số chiếc xe này với em Vũ Duy Auto. Trừ khi là các bác nháy với chủ nhà bảo bán lại cho em cái giá mềm để em đố lại Vũ Duy Auto. Vâng, con này thì kính bao zin toàn bộ xe cứng luôn này, 2007 đây. Hệ thống đèn của xe thì cũng đã ố theo thời gian rồi, nhưng mà vẫn còn hoạt động hoàn toàn bình thường. Nói là ố thôi chứ trông nó vẫn còn nuột là và đẹp căng chói lóa luôn. Còn xe thì đã được đồng sơn xì tút xì tát lại rồi nhá. Nên là các bác đừng bận tâm đến chuyện là xe nó cũ, mà trông nó đẹp như xe mới rồi, đánh bóng hết rồi. Về là các bác chỉ việc đi thôi. Đèn cam lùi đằng sau đầy đủ này, gạt mưa hậu đằng sau này, hoạt động hoàn toàn ok. Lốp dày. Con này thì sử dụng 4 quả lốp la răng là 15 inch nhá các bác nhá. Bản đủ SLX la răng 15 inch ạ. Phanh đĩa hai bánh sau phanh đằng trước và đằng sau thì là phanh tang trống. Còn dòng này thì nói chung là khỏi bàn luôn. Này các bác nhìn chất cua lốp này của nó vẫn còn đẹp luột là luôn. Và con này thì là một chiếc xe cứng. Đấy, tôn vỏ này chắc chắn luôn. À, đây là một chiếc xe nhập khẩu các bác nhá. Tappi keo chỉ là led căng này, chỉ keo này, bao zin cho các bác luôn, toàn tập luôn. Vâng, và nội thất ghế da này. Đấy các bác nhìn này, nội thất ghế của nó còn tươi roi rói luôn. Đấy, một chiếc xe đời 2007 nhập khẩu. Vâng, xe cứng luôn. Trần này, các bác nhìn này, trần nỉ còn đẹp luôn, vô đối luôn. Và con này thì nói thật các bác là hôm vừa rồi thì em có bài quay tổng hợp, thì là có đề cập đến vấn đề là chiếc xe này và có báo giá. Thế là có bác là yêu cầu là em phải quay kỹ chiếc xe này luôn cho bác để bác ấy cùng xem. Thế là đấy, bây giờ em review riêng một mình con này luôn, làm trước cho bác để cho bác đúng yêu cầu ý thích của bác nhá. Một chiếc Kia Morning số tự động nhập khẩu 2007, sâu một tí thôi nhưng mà xe nó vẫn còn chất vô cùng luôn. Đặc biệt là máy số gầm bệ, sơn xi tôn vỏ căng, và xe thì bao cam kết cho bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước. Dòng này thì các bác cứ về là các bác đi bền lành vô đối luôn. Đấy, đồng sơn đều này. Đấy, các bác nhìn ạ, đồng sơn căng đét luôn. Và con này thì đang bán cái giá chỉ có 169 triệu đồng các bác nhá. Đấy, thiết kế mặt trước cái hài hoa. Đấy, form của nó gọi là form đèn vuông đời 2007 luôn. Biển số Hải Phòng 15A24897. Đấy, sơn tôn căng đét luôn. Hệ thống đèn halogen. Đèn này thì không có độ gì cả nhưng mà bầu đèn cực căng luôn này, sáng luôn này. Đèn này là đèn zin nhá, nhưng mà đã được đánh bóng đấy, chứ không phải là đèn làm lại đâu. Đây là các bác đừng ngạc nhiên về độ chất của đèn. Đấy các bác nhìn này, đèn bóng như là đèn xe mới luôn nhá. Về là các bác thực sự là không phải làm gì, kể cả hệ thống đèn gầm này chỉ hơi ố theo thời gian một chút thôi, nhưng mà đèn gầm của nó còn ngon, căng đét luôn này. Đấy, biển số rõ ràng, sạch sẽ, không có va đập gì cả. Còn bên này như thế này, đấy các bác nhìn ạ, đồng sơn nét căng này. Đấy, sơn xi sạch sẽ, tôn vỏ căng. Đấy. Đấy, và con này thì các bác có thể nhìn này. Đấy, lốp la răng 15 inch, lốp 175-50 nhá, R15. Phanh đĩa ở phía đằng trước và phanh tang trống ở phía đằng sau. Còn cái này thì các bác nhìn ạ, lốp dày khự luôn. Đấy, lốp dày khự như mới luôn, ta lông còn nguyên. Đấy, dòng này ta lông còn nguyên này. Các bác cứ đi con này thì các bác nói thật các bác chưa đi đến lúc bán xe cũng không phải thay lốp. Vâng, vì thực sự đây là một chiếc xe mà lốp gần như là mới tinh. Đấy, còn gầm này, các bác nhìn gầm này. Đấy, sơn gầm tôn vỏ căng luôn. Và con này thì gương chiếu hậu là không có tích hợp xi nhan đấy các bác nhá. Gương chiếu hậu đơn giản thôi.
không tích hợp xi nhan có chỉnh điện. Đấy, và các bác nhá, núm chỉnh ở đây. Hoạt động hoàn toàn nhẹ nhàng, tappy sạch sẽ. Đấy, kính điện nhẹ nhàng luôn, chỉ keo bao zin đấy các bác này. Đấy, chỉ keo bao zin test hãng thoải mái. Đấy, tem nhãn đây. Ở bên này như thế này. Đấy, vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn. Đấy, nhẹ nhàng. Còi to, lăn bánh là 21 vạn. Đấy, lăn bánh chuẩn luôn, không có tua tẹo gì cả. Vâng, và con này thì chắc chắn là 100% là không có taxi dịch vụ rồi. Số tự động luôn nhá, cần số thẳng, không phải là zig zag đâu. Dòng zig zag là một dòng cần số mà sử dụng cho những cái mẫu xe đời 2011-12 của form nhập Hàn đấy ạ. Đổ lên thì bắt đầu mới sử dụng cần số zig zag, và những cái xe đấy là form mới hết rồi. Còn đây là một chiếc xe form cũ, đèn vuông. Đấy, các bác nhìn ạ, keo chỉ đây, tappy này, không có khoan đục như thế nhá, không khoan đục. Đấy, tappy nhẹ nhàng, kính điện lên xuống ok. Nói chung là đây là một dòng xe gia đình cỡ nhỏ. Ví dụ đằng sau này chở phụ nữ và trẻ em, còn đằng trước thì có vợ con, và bên này là người lái thì quá ok rồi. Các bác có điều kiện kinh tế vừa phải, các bác mua những mẫu xe này, vừa là chạy tránh mưa tránh nắng, vừa là tập gọi là đi là tập lái cũng được, hoặc là gọi là mình để những chỗ nhỏ gọn, không bị vướng diện tích. Và các bác có thể nhìn này, đấy, đồng sơn của nó đẹp đều này, căng sáng này, không hề có lỗi này. Đấy, và đồ nghề kích lốp các thứ của xe thì còn nguyên nhá. Đây em mở nắp cốp này, các bác nhìn ạ. Vâng, keo chỉ này, keo chỉ sáng nét luôn. Bên này thế này, chỉ keo sáng nét luôn, đều luôn. Đấy, và tai đèn đây. Đấy, đèn còn nguyên này. Đấy, theo thời gian 5 tháng đèn nó còn nguyên, nhưng mà nó vẫn còn. Còn cái dòng này thì ghế là có gạt xuống dưới các bác nhá, ta có thể là hạ xuống dưới để có thể một cái chỗ mà để đồ vô đối luôn. Đấy, gạt xuống dưới này. Đấy, và cốp này. Đấy, đồ nghề kích lốp hay là lốp sơ cua của xe thì còn nguyên. Đấy, và con này thì vẫn là sử dụng lốp béo thôi. Đấy, còn đầu dưới này các bác nhìn ạ, không có lỗi này. Đấy, không có đâm đụng nhá, xe thì không có cấn đụng gì cả, không ngập nước, máy ngon, lành, bền. Và đời này thì đừng hỏi máy zin nữa. Vâng, nói thật các bác là máy đời này thì người ta đã làm nước các thứ rồi, chứ chạy nhiều thì cũng không thể là bảo giữ gì như xe mới. Đấy, xe cứng, kính zin là được. Vâng, có nghĩa là không có đâm va, không đâm đụng luôn đấy ạ. Vâng, còn các cái chức năng ví dụ như cửa kính này lên xuống nhẹ nhàng này thì không nói rồi này. Phim cách nhiệt thì cũng đã cũ nhưng mà vẫn tác dụng, vẫn hoạt động hoàn toàn ok nhé các bác nhá. Một mẫu xe nhỏ gọn, xinh xắn, vâng, giá tiền thì mềm dẻo. Và bên em Vũ Duy Ô Tô thì đang bán con này với cái giá là 169 triệu đồng. Đấy, có fix cho các bác một chút thôi, chứ lọc lá chứ cái đời này thì nói thật các bác là nhiều bác cứ nghĩ bảo giảm lên 20-30 triệu đồng, nhưng em bảo thật với các bác chứ mình làm mua làm sao được cái giá mà 140-130 đâu, không bao giờ có các bác ạ. Ai đời bỏ ra cái xe giá nó chỉ vậy thôi. Đấy, vô lăng đây thì cũng vẫn còn rất là đẹp. Đấy, túi khí các thứ còn nguyên. Đấy, vô lăng khâu ra này còn tươi luôn này. Đây, đấy, các bác nhìn ạ, chỗ này bị chói sáng rồi trước. Vâng, thế còn được cái là máy đề đấy, rất nhẹ nhàng luôn. Đâu, cái này là em vặn chìa khóa không hết rồi. Đấy, máy đề lên rất là êm nhá, tua thấp 800. Đấy, gạt mưa, gạt kính nhẹ nhàng, phun nước à. Úi giời, gạt phát là nước bay rất là loe luôn. Còn đâu là được cái là con này thì tương đối là cứng. Và cứng xe luôn ạ. Điều hòa chỉnh cơ nhá các bác nhá. Màn hình đây, màn hình này thì không biết là có chạy hay không, nhưng con này thì lúc về, nói chung là cái này thì các bác có thể là thay một cái đầu Android vậy cũng được. Vâng, sấy ghế các thứ là hoạt động hoàn toàn bình thường. Sấy ghế nè. Đấy, sấy ghế có hết nha các bác nhá, đầy đủ luôn. Và khoang động cơ con này thì tương đối là nhỏ gọn ạ. Vâng, đây là khoang động cơ của chiếc Kia Morning. Vâng, chiếc xe này sử dụng động cơ 4 máy 1.0. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe thì rơi vào tầm khoảng 4,5 lít/100 cây. Đấy, máy tương đối là ngon. À, xem dầu nào. Đây, dầu máy của nó còn đẹp này, vàng óng này. Đấy, còn ga cò nào. Cò ga ngon đấy ạ. Vâng, và xe thì đấy, trợ lái dầu đầy đủ này. Dầu này trợ lái này, đầu răng các thứ là còn nguyên này. Đây các bác nhìn ạ, vâng, còn nguyên nhá. Đấy, tai đèn còn rõ ràng luôn này. Đấy, một chiếc xe đẹp luôn, cứng luôn. Và con này thì bao test cho các bác thoải mái luôn nhá. Vâng, bao cấn đụng ngập nước. Và còn nói chung là các chi tiết nào là mới được thay rồi thì các bác yên tâm, về là chỉ việc dùng thôi. Máy số thì ngon lành phở rồi. Và con này thì đây,
Các bác có thể nhìn kính con Zin 2007 này. Đấy. Con này được cái là chạy thì rất là êm và chắc. Vâng. Và bên em thì có rất nhiều xe các bác nhá. Vâng, đủ các dòng xe từ 4 chỗ, 7 chỗ cho đến bán tải. Đấy, SUV tầm cao các thứ là có hết. Đấy, và những ai mà quan tâm đến chiếc xe này, một chiếc Kia Morning đời 2007 thì alo cho em. Đấy, con này thì không có lỗi lầm gì cả. Đèn đóm thì sáng trưng và xe thì cứng và lái thì rất nhẹ nhàng. Nói chung là khả năng linh hoạt của cái dòng này thì khỏi bàn rồi. Và chiếc xe này thì bên em Buzio Auto đang bán với cái giá là chỉ 169 triệu đồng các bác nhá. Này, trần nỉ của nó còn đẹp này mà. Đấy, 169 triệu đồng nhá. Vâng, và cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Buzio Auto. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe lằng nhằng khu khoằm, và nói chung là những cái xe mà cứ vừa rẻ vừa ngon vừa bổ cho các bác là được. Ok các bác.